Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với tin ngày hôm nay trên kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin chấn động, Trung Quốc nguy to, em gái ông Kim Jong-un cử đặc nhiệm bắt sống hơn 1.000 lính của Bắc Kinh vượt biên trái phép vào Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, trước những tin đồn về sức khỏe của ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tài ba của đất nước Triều Tiên vẫn còn đang là một ẩn số và không đúng với những tin đồn thực tế trong những ngày vừa qua, thì nhiều nguồn tin cho rằng người em gái ông Kim là bà Kim Yo-yong có thể sẽ là người kế nhiệm người anh trai để nắm chính quyền, điều hành đất nước của Triều Tiên. Điều này càng thấy đúng hơn khi ngày hôm qua, đích thân cô em gái của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-yong đã phát lệnh chờ quân đội của Bình Nhưỡng tiêu diệt 8 xe tăng và 2 máy bay của phía Trung Quốc. Đồng thời, bà cũng ra lệnh bắt giữ hơn 1.000 binh lính của phía chính quyền ông Tập Cận Bình vì Bắc Kinh đã cho xâm nhập trái phép vào gần một căn cứ quân sự nổi tiếng của Triều Tiên ở gần biên giới Trung Triều. Hành động trên cho thấy bản lĩnh và tính khí máu chiến của bà Kim Yo-yong rất giống với người anh trai Kim Jong-un của mình. Vì thế, các nhà phân tích cho rằng, dù người anh trai ông Kim có bị lâm bệnh hay không thì đã có người cô em gái bà Yo-yong đứng lên thay anh trai để điều hành đất nước. Và bà cũng đang chứng tỏ cho Trung Quốc và thế giới biết rằng khó có một đất nước nào có thể đánh bại được Triều Tiên trong mọi hoàn cảnh. Ấy vậy mà phía chính quyền ông Tập Cận Bình nhân cơ hội Kim đang vắng mặt đã cho quân đội của Bắc Kinh điều rất nhiều binh lính, xe bọc thép cùng máy bay tràn sang biên giới lãnh thổ của Triều Tiên, hòng đánh úp để xâm chiếm một quả núi của Bình Nhưỡng. Rất may là bà Yo-yong đã xuất hiện kịp thời và đã lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng đánh cho Trung Quốc một trận lên bờ xuống ruộng. Được biết, cuộc vây bắt ngày hôm qua, quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị thiệt hại vô cùng lớn. 3 chiếc máy bay J-15 của Trung Quốc bị quân đội của Bình Nhưỡng bắn cháy, 8 chiếc xe tăng bọc thép bị trúng tên lửa nổ tan tành và hơn 1.000 quân lính đã bị bắt giữ chờ phía Trung Quốc lên tiếng. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, qua chiến sự ngày hôm qua mới thấy được sự dũng cảm và sức chiến đấu cao độ của quân đội Bình Nhưỡng và em gái ông Kim Jong-un khi đất nước đang không có người anh trai chỉ đạo. Các nhà quan sát cho biết rằng, cô em gái ông Kim Jong-un là cánh tay phải đắc lực của ông Kim trong suốt những năm vừa qua. Đó là lý do vì sao mà bất cứ ông anh trai, ông Kim Jong-un đi đâu, làm gì thì đều có mặt của cô em gái đi cùng và kề sát bên. Bà Kim dường như luôn kề vai sát cánh và cố vấn cho ông Kim Jong-un trên tất cả các mặt trận. Chính vì vậy mà trong nhiều ngày vừa qua đã có rất nhiều lời đồn đoán rằng ông Kim vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim không được tốt, nhưng đất nước của Triều Tiên vẫn không có gì xáo trộn bởi vì người dân của đất nước tên lửa này hiểu rằng khi ông Kim Jong-un vắng mặt thì người em gái bà Yo-yong sẽ thay thế người anh trai để nắm giữ chính quyền, điều hành đất nước một cách xuất sắc nhất. Đấy là lý do vì sao mà quân đội của Trung Quốc bị bà Yo-yong đánh cho chạy tan tác khói lửa. Hiện phía Bắc Kinh đang điện đàm với bà Kim xin được thả hơn 1.000 quân lính nhưng bà Kim vẫn không đồng ý. Thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Hàn Quốc cho biết, bà Kim Yo-yong có thể sẽ kế nhiệm người anh trai ông Kim Jong-un để điều hành đất nước. Việc bà Kim Yo-yong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày càng có ảnh hưởng ở Bình Nhưỡng khiến nhiều chuyên gia quân sự suy đoán nhân vật này có thể sẽ khiến cho một đất nước ở trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, rất bất ngờ. Dự báo, báo cáo phân tích về cuộc họp mới nhất của Hội đồng Nhân dân Triều Tiên diễn ra vào hồi tháng này, phía Hàn Quốc dự đoán việc tái bổ nhiệm nữ chính trị gia bà Kim Yo-yong vào Bộ Chính trị Đảng Lao động sẽ củng cố nền tảng của dòng máu Baekhu. Cụm từ chỉ gia tộc họ Kim, điều này cho thấy vai trò người kế vị kế nhiệm chính thức của bà Kim cho rằng sẽ được củng cố thêm. Tờ báo của Hàn Quốc còn cho biết, trong bối cảnh mà truyền thông thế giới đang đồn đoán, suy đoán rằng ông Kim Jong-un có thể đang bị bệnh nặng. Tin đồn chưa được xác nhận này xuất hiện sau khi ông Kim Jong-un vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật cố chủ tịch Kim Yo-chung và lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một trong nhiều sự kiện không bao giờ có thể vắng mặt các lãnh đạo cao cấp của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hai lễ kỷ niệm lớn trên đều vắng mặt ông Kim Jong-un để thấy rằng ông Kim đang bị bệnh nặng trong bệnh viện theo như những lời đồn đoán, và bà Yo-yong sẽ lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cốt lõi trong đảng, đảm nhiệm trách nhiệm của hệ thống lãnh đạo của Triều Tiên. Đấy là theo nhận định của tờ báo Hàn Quốc. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới nhận định rằng việc bà Yo-yong trở thành lãnh đạo tối cao sẽ không xảy ra ngay lập tức. Giới chuyên gia dự đoán có thể một quy trình chính thức sẽ được thực hiện sau khi ông Kim Jong-un xuất hiện trở lại, nhưng tới thời điểm bây giờ, ông Kim vẫn chưa xuất hiện và mọi tin tức về ông vẫn bật vô âm tín. Các dự đoán đồn thổi chỉ là nhận định và dự đoán mà thôi.
Còn thực tế ông Kim như thế nào thì đất nước của Hàn Quốc ngay bên cạnh, Nhật Bản ngay bên cạnh và cả Trung Quốc nữa cũng chưa hề biết được tin tức của ông Kim Jong-un ra sao. Trước đó, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã lên tiếng nói rằng ông bạn tôi, ông Kim Jong-un đang có một sức khỏe bình thường và rất tốt. Hiện ông ta không bị làm sao cả, chỉ vì dịch bệnh COVID đang lây lan hết sức phức tạp và khó lường, cho nên ông đang lui về hậu trường để chỉ đạo đằng sau và đưa người của em gái Yo Jong lên nắm chính quyền để đối phó với những nguy hiểm mà phía Trung Quốc gây ra. Và chỉ sau 2 tuần, bà trực tiếp nắm chính quyền của Bình Nhưỡng thì phiến quân của phía Trung Quốc đã bị bà đánh cho tơi bời khói lửa ở vùng biên giới Trung Triều. Tờ báo của Bình Nhưỡng cho biết vào đêm ngày hôm kia, khi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình điều rất nhiều xe tăng và máy bay xâm chiếm vùng lãnh thổ ở biên giới Trung Triều, bà Yo Jong đã phát lệnh cho quân đội mang rất nhiều tên lửa cũng như là xe tăng ra để bao vây. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã có màn chống trả quyết liệt, buộc bà Yo Jong phải phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng phóng tên lửa, thiêu cháy 9 xe tăng bọc thép của phía Trung Quốc, đồng thời bắn rơi 3 máy bay quân sự J-15. Nhưng bà Yo Jong có một tính nhân đạo khi không đánh tan quân lính của Bắc Kinh, mà bà Yo Jong đã phái quân đội bắt giữ, bắt sống toàn bộ hơn 1.000 lính của phía Trung Quốc để cảnh báo. Phía chính quyền ông Tập Cận Bình ngay sau đó đã tiến hành một cuộc họp kín khẩn cấp. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết rằng trong 2 tuần vừa qua, ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã không xuất hiện trên các trang báo cũng như truyền hình của Bình Nhưỡng hoặc là truyền hình của Hàn Quốc. Phía Trung Quốc nói rằng chính phủ của Bắc Kinh đã điều rất nhiều các y bác sĩ tới thủ đô Bình Nhưỡng để chữa trị cho ông Kim. Tuy nhiên, cô em gái của bà Yo Jong không đồng ý cho những ý của bác sĩ của chính quyền ông Tập Cận Bình trực tiếp chữa trị cho ông Kim. Bởi vì cô em gái nói rằng không tin tưởng Trung Quốc được. Nhớ đâu có việc gì không lành xảy đến thì đất nước của Triều Tiên sẽ nằm gọn trong chính quyền của ông Tập Cận Bình thì nguy to. Do vậy mà bà đã cho các y bác sĩ của Bình Nhưỡng trực tiếp chữa trị cho ông Kim. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Kim vẫn chưa được tiết lộ. Tính tới thời điểm này thì rất nhiều đồn đoán cho rằng ông đang đi tránh dịch Covid chứ không phải là bị lâm bệnh. Nhiều người cho rằng ông đứng về hậu trường đằng sau để chỉ đạo. Nhiều ý kiến cho rằng ông không muốn ra mặt mà đưa cô em gái là bà Yo Jong lên nắm chính quyền để điều hành đất nước cũng như cho quân đội đánh tan phiến quân của phía Trung Quốc. Bởi vì gần 2 tháng vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã rất nguy hiểm khi điều rất nhiều binh lính. Lần này là lần thứ 9 mà phía Bắc Kinh điều xe tăng quân đội đi xâm chiếm đất nước của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cô em gái bà Yo Jong không làm mất mặt và làm mất lòng tin của ông Kim khi mà ngày hôm qua đích thân bà đã điều hành quân đội trong bắn cháy 8 xe tăng và 3 máy bay của phía Trung Quốc, đồng thời bắt giữ hơn 1.000 binh lính, buộc chính quyền của ông Tập Cận Bình phải điện đàm với Bình Nhưỡng để thương lượng. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, cô em gái Kim Yo Jong, bà Yo Jong có một tính nết khá giống với người anh trai. Đó là tính nóng giận và quyết đoán. Hôm qua thì quân đội của Bình Nhưỡng báo cáo với bà rằng phía Trung Quốc đang cho quân tràn sang biên giới của Trung Triều hòng chiếm đóng một quả núi. Ngay lập tức đã bị bà phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng mang rất nhiều tên lửa ra để tiêu diệt hòng xóa sổ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc vây bắt ngày hôm qua, bà đã không làm tổn thương binh lính của phía Trung Quốc. Đó là một điều hết sức nhân đạo của bà. Tính tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều báo chí của thế giới đều cho rằng cô em gái ông Kim Jong-un rất bí hiểm. Có một thực tế nhiều phóng viên của nước ngoài đã nhắc tới là sự hiện diện đặc biệt nhưng rất thầm lặng của cô Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un. Tại rất nhiều những cuộc điện đàm hay những chuyến công tác, báo chí quốc tế cho biết dường như ông Kim Jong-un đi tới bất cứ nơi đâu, cô em gái Kim Yo Jong cũng đi theo cùng anh trai. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là vào tháng 2 năm 2019, khi mà ông Kim Jong-un có một sự kiện gặp đích thân Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tại Hà Nội của Việt Nam, khi đoàn tàu chở lãnh đạo ông Kim Jong-un dừng chân tại ga Đồng Lăng, Lạng Sơn thuộc Việt Nam. Cô em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo Jong cũng đã bước từ đoàn tàu đó đi ra cùng mấy người anh trai. Nhìn dáng vẻ tất bật, gương mặt cương nghị, dứt khoát của cô em gái trẻ khi bước ra ngoài, có nhiều cảm nhận rằng cô đang đảm nhiệm mọi chức vụ cực kỳ quan trọng cho người anh trai. Hình ảnh cô em gái thường xuyên theo sát người anh trai trong các cuộc gặp quan trọng, tham gia điều phối các sự kiện và chăm sóc nhu cầu riêng, kể cả chuyện hút thuốc của ông anh trai, cho thấy rằng cô rất đặc biệt với ông Kim Jong-un. Vì thế mà khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện thì đất nước của Bình Nhưỡng rất tin tưởng cô em gái. Ở tuổi 30, nhỏ hơn ông anh trai Kim Jong-un 4 tuổi, nhưng cô Kim được đánh giá cao về phong cách làm việc cũng như tài mưu lược của cô. Vì thế mà các nhà quan sát cho rằng nếu xảy ra đụng độ căng thẳng ở biên giới Trung Triều thì chắc chắn phía Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại, vì cô Kim không phải là chuyện đùa như phía Trung Quốc đánh
giá thấp như vậy. Bắc Kinh thì nói rằng khi mà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un vắng mặt thì Bình Nhưỡng sẽ không thể đánh bại được phiến quân của phía Trung Quốc. Nhưng thực tế ngày hôm qua, bà Kim đã chứng tỏ rằng bà ta là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc và một đối thủ đáng gờm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình. Tất cả các tin tức liên quan tới tình hình trên chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.